Nam Anh xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 17 tháng 5 năm 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay gồm có bản tin phân tích thời sự Việt Nam. Và để mới đầu, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam. Kính thưa quý vị, đến với bản tin nhận định và thân tích thời sự Việt Nam tối nay, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi đề tài Bất thường quanh ông Nguyễn Phú Trọng do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Trước hội nghị trung ương 10 khóa 12, Tổng bí thư Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện liên tục trong 2 ngày 14 và 15 tháng 5 2019 để chứng minh ông vẫn đủ sức khỏe để lãnh đạo. Ông Trọng, 75 tuổi, đã có hai hành động bất thường. Sau 30 ngày mắc bệnh thuộc diện bí mật nhà nước, trong chuyến thăm và làm việc tại Kiên Giang hai ngày 13 và 14 tháng 4 năm 2019. Việc thứ nhất là ông đã chủ tọa cuộc họp với lãnh đạo chủ chốt tại Hà Nội ngày 14 tháng 5 năm 2019 để bàn về tổ chức thành công hội nghị trung ương 10 khóa 12, các phiên họp của Bộ Chính trị ban bí thư sắp tới, tập trung bảo đảm tiến bộ, chất lượng xây dựng các văn kiện trình đại hội 13 và các công việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của đảng. Tiếp tục chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp thứ 7 quốc hội khóa 14. Tiếp tục cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần cương quyết, cương trì, nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất cao ở các cấp, các ngành, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nhưng chủ chốt, có những ai? Theo liệt kê của Thông tấn xã Việt Nam, thì danh sách này gồm các ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thơ Trần Quốc Vượng, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Sự kiện ông Nên, sinh ngày 14 tháng 7 năm 1957 tại Tây Ninh, có tên trong số lãnh đạo chủ chốt, là dấu hiệu ông có cơ hội được bầu vào Bộ Chính trị của Đại hội Đảng 13. Ngày 15 tháng 5 năm 2019, ông Trọng lại chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị, nhưng cũng chỉ bàn tiếp về hội nghị Trung ương 10, kỳ họp thứ bảy của Quốc hội khóa 14 và việc chuẩn bị Đại hội Đảng khóa 13 diễn ra vào tháng Giêng năm 2021. Ông Trọng được báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trích lời nói rằng Năm 2019-2020, chúng ta đã và sẽ tiếp tục chỉ đạo Đại hội Đảng Bộ Các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Lần này phải quan tâm, chỉ đạo sâu sắc hơn Đại hội Đảng Bộ Các cấp từ nội dung cho đến công tác nhân sự cơ đại hội. Tránh tình trạng, cứ sắp đến đại hội là chỉ lo công tác nhân sự mà sao nhãn các công việc thường xuyên. Ông Trọng lập lại, cương quyết, chống chạy chức, chạy quyền, đã chạy là không dùng. Đề nghị các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất cao tinh thần này và chỉ đạo các cấp, các ngành. Công việc sắp tới rất nhiều, phức tạp, thời gian còn lại rất ít các cơ quan Đảng, Quốc hội, chính phủ và mặt trận đoàn thể cần phải phối hợp chặt chẽ hơn, kịp thời hơn, bảo đảm để các hoạt động của Đảng, nhà nước của hệ thống chính trị thông suốt, nhịp nhàng, hiệu quả cao. Thật ra những điều mà ông trọng nói tại cả hai buổi làm việc không có gì là đột phá hay dứt điểm, nhưng nhìn qua hình ảnh và nghe âm thanh phát biểu của ông tại cuộc họp với lãnh đạo chủ chốt tại Hà Nội ngày 14 tháng 5 năm 2019, thì ai cũng nhận thấy tinh thần ông đã ổn định và thần kinh thanh quản của ông đã thường, thường bậc trung, không bị lắp bắp hay ngọc nghẹo như nhiều người đã lo xa. Đây mới là mục đích chính trị nấp sau cái bóng của ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam. Trước đây, tin không chính thức nói ông bị đột quỵ nhẹ, tức stroke, thì đang chỉ đạo cán bộ và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang trưa ngày 14 tháng 4 năm 2019. Nhưng phía nhà nước chỉ xác nhận do cường độ làm việc cao, thời tiết thay đổi đã ảnh hưởng đến sức khỏe của ông trọng. Nếu bệnh tình chỉ vì thay đổi thời tiết và cường độ làm việc cao mà phải biệt tâm đến 30 ngày thì hẳn là bệnh lạ chỉ xảy ra cho giới lãnh đạo hay còn gọi là bệnh của nhà giàu, dù chỉ trái gió trở chiều đối với người dân thì chuyện nhức đầu sổ mũi như các nhà nước mô tả bệnh của ông Trọng chỉ cần vài viên cao đơn hoàn tán hay cạo gió vài lần là khỏe ré ngay. Nhưng tình ông Nguyễn Phú Trọng trở lại làm việc đã được phổ biến từ sáng ngày 14 tháng 4 năm 2019 tại buổi gặp mặt đại diện đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mục đích của cuộc họp, theo báo, người đại biểu nhân dân là để ông Trọng lắng nghe, phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên tin này không lan nhanh nên ít ai quan tâm, có lẽ vì không có video ghi lời nói của ông như tại cuộc họp của lãnh đạo chủ chốt ngày 14 tháng 5 2019 nên báo đài nhà nước ngại trắng. Tuy nhiên, theo bản tin của báo VN Express ngày 14 tháng 4, 2019 thì trả lời câu hỏi phải chăng định hướng xã hội chủ nghĩa đã nhạt dân? Tổng bí thư cho hay Việt Nam trước sau kiên định theo chủ nghĩa xã hội. Đổi mới nhưng không đổi màu. Nhiều thành phần kinh tế nhưng phải đi lên chủ nghĩa xã hội. Ông thông tin cách đây hai hôm tiểu ban văn kiện họp để chuẩn bị cho đại hội đảng lần thứ 13 đã yêu cầu phải kiên định cương lĩnh, không ai được nói trái, làm trái cương lĩnh. Ông Trọng, người có bằng tiến sĩ chuyên khoa xây dựng đảng, là một người cực kỳ bảo thủ, giáo điều, một tín đồ trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh. Ông Trọng nói tiếp, kinh tế nhà nước là chủ đạo, Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng, các thành phần kinh tế phải bình đẳng, độc lập, tự chủ, nhưng hội nhập quốc tế, hội nhập nhưng không được hỏa tàn. Trước khi đó, bài của báo Tiền phong Online cũng viết, Tổng bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, mỗi cá nhân phải kiên định trước cương lĩnh, không được phép nói và làm trái với cương lĩnh, kinh tế phát triển, hội nhập quốc tế mở rộng nhưng không được đi ngược với cương lĩnh. Đặc biệt về vấn đề biển Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói mỗi người Việt Nam phải cương định, giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, phải tỉnh táo trước những quan điểm sai trái và có nhiều cách làm hiệu quả để giữ ổn định và phát triển đất nước. Ông trọng nói hằng chuyện biển Đông đấy, nhưng ông đã chống hành động xâm lược của Trung Quốc ra sao? trong cuộc đời chính trị của ông, thì em bé 5 tuổi ở Việt Nam cũng biết ông không có bản lĩnh bằng hai ông nguyên tổng bí thư Lê Duẩn và nguyên ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch tên khai sinh Phạm Văn cường. Không tin, ông trọng cứ hỏi thẳng ông tiến sĩ Lê Kiên Thành, con trai của ông Lê Duẩn hiện ở Sài Gòn và phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh, con trai của ông Nguyễn Cơ Thạch thì. Biết ngay! Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Nam Anh xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin tạm ngưng trong giây lát. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.